Và đến chung vui với lại tác giả Thiên Tuế trong chương trình ngày hôm nay còn có những người bạn đồng niên, những người có cùng chung niềm đam mê âm nhạc với tác giả Thiên Tuế. Thanh Phương xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và xin được kính mời nhạc sĩ Trần Xuân Tiên sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả quý vị. Kính thưa các vị khách quý, thưa các anh các chị, thưa anh Nguyễn Thiên Tuế quý mến, nhận lời mời của anh Thiên Tuế chúng tôi vui lắm. Và chiều hôm nay anh em Quảng Ngãi của chúng tôi được hân hạnh có mặt tại đây trong không gian ấm áp của buổi giới thiệu CD Giai điệu xanh của người bạn quý mến của chúng tôi. Bằng tấm lòng chân chất của anh em văn nghệ từ quê nhà, chúng tôi xin chúc mừng anh Nguyễn Thiên Tuế. Kính thưa quý vị, trong không gian ấm áp này, chúng tôi xin thưa đôi điều. Chúng tôi cùng quê Quảng Ngãi, mỗi người, mỗi công việc, nhưng giữa anh và tôi có một niềm đam mê chung, đó là âm nhạc. Vì vậy mà dường như chúng tôi gần gũi nhau hơn, có sự đồng cảm nhau hơn, thấu cảm nhau hơn. Mấy năm nay, tôi thấy anh Thương Thiên Tuế như là trẻ ra, làm việc như càng sung sức hơn. Niềm yêu thương dành cho con người dường như tràn trề hơn. Tôi nghĩ đó có lẽ là do âm nhạc. Chính âm nhạc làm cho chúng ta cân bằng hơn, làm cho lòng mình an bình hơn, an lành hơn, an nhiên hơn. Một điều tôi cũng phải thưa thiệt lòng rằng tôi phải nể phục sức làm việc của anh Thiên Tuế. Trong bộn bề công việc mà của một nhà quản lý với bao nhiêu nỗi suy nghĩ trở trăn để mà lo toan cho sự nghiệp phát triển của đơn vị mình, của trường mình, ngay cả cũng phải lo nhiều công việc lo toan cho gia đình mình, cho con cái mình, nhưng anh vẫn thủy chung dành một góc riêng của chính mình ngẫm suy, trải nghiệm, góp nhặt yêu thương. Trong mấy năm gần đây, anh Thiên Tuế viết nhiều. Anh viết về tình yêu, về mùa xuân, về quê hương đất nước, về chính quê nhà Quảng Ngãi của mình, về mái trường đại học công nghiệp, về tuổi trẻ nơi đây, và viết về những yêu thương mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Và ca khúc của anh đã được nhiều người đón nhận. Ở Quảng Ngãi, chúng tôi cũng chọn để đăng trong tạp chí Sông Trà và một vài cuộc biểu diễn của các anh chị em văn nghệ tại các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi cũng được nghe nhiều bài hát của anh Nguyễn Thiên Tuế bằng tấm lòng của mình. Anh viết về chính quê nhà Quảng Ngãi của mình và được các bạn ở Quảng Ngãi nồng nhiệt đón nhận. Và chiều hôm nay, trong khán phòng ấm áp này, anh em bạn bè đã đến với bao yêu thương, trân quý dành cho tác giả. Đó là điều hạnh phúc, giản đơn mà ấm áp vô cùng. Giờ tôi cũng không biết nói gì hơn. Chỉ xin được chúc anh Thiên Tuế luôn khỏe, luôn vui. Và chúng tôi cũng mong rằng anh luôn luôn chắc chiêu, nâng niu và giữ mãi ngọn lửa sáng tạo để bằng sự yêu thương của mình sẽ tiếp tục có những giai điệu đẹp cho chính cuộc đời đang sinh sôi, tươi đẹp của chúng ta. Một lần nữa, bằng tấm lòng của anh em ở quê nhà, xin chúc mừng anh và xin cảm ơn tất cả.
À, xin được cảm ơn những lời chia sẻ chân thành cùng những lời chúc mà nhạc sĩ Trần Xuân Tiên đã gửi đến cho tác giả Thiên Tuế cũng như là với tất cả quý vị đang đến tham dự chương trình ngày hôm nay.